Tin đường kỳ này, bất cứ loại bao cao su nào và dùng như thế nào đều có thể tránh thai ngoài ý muốn cũng như phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS. Mời vào. Em chào bác sĩ ạ. Mời cô Mầu ngồi. Bác sĩ ơi, có người bảo em cứ miễn dùng bao cao su là tránh thai được ngoài ý muốn, phòng tránh được các bệnh lây lan qua đường tình dục và HIV/AIDS. Nhưng mà bao cao su thì ai mà chả biết dùng. Cô này hay nhỉ. Cô Mầu ạ, trên thực tế thì có rất nhiều người sử dụng bao su không đúng cách hoặc sử dụng bao su không đảm bảo chất lượng dẫn đến là có thai ngoài ý muốn, có thể là lây bệnh qua đường tình dục, thậm chí là lây HIV. Đấy, có câu chuyện vui là này là khi quan hệ lại đeo bao cao su vào ngón tay. Đấy, sau đó là có thai thì lại trách cán bộ, là cán bộ cứ bảo dùng chứ cứ bảo dùng thế nào đâu, cho nên là em khi mà quan hệ vợ xong thì em lấy cái bao cao su này em đeo vào ngón tay. Đấy, thì có câu chuyện vui như vậy. Đấy chính là cái hiểu lầm, là không những chỉ sử dụng bao su mà phải sử dụng bao su đúng cách và dùng bao su đảm bảo chất lượng. Mua bao cao su đảm bảo chất lượng thì như thế nào ạ? Muốn mua bao su đảm bảo chất lượng ấy, thì cái thứ nhất là không mua bao su quá hạn hoặc là nghi ngờ các cái sản phẩm mà có nghi ngờ về chất lượng, ví dụ chẳng hạn như là cái phôi nhôm này nó bị chảy dầu này, hoặc là không nguyên vẹn hay là bị dễ rách các cái bao gói đấy, rồi là cũng không nên mua hàng trôi nổi hoặc là nhập ngoại lậu không rõ nguồn gốc ở trên thị trường. Ví dụ có rất nhiều người mà tham giá rẻ mà lại hàng nhập lậu, như vậy rất nguy hiểm. Đấy, còn trong chương trình chăm sóc gia đình thì có cái bao cao su Nihappy là đạt tiêu chuẩn ISO 40022, là một trong những tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới. Đấy, là và được Bộ Y tế chấp nhận, và giá rẻ là do nhà nước trợ giá để phù hợp với các khả năng chi trả của người dân ở khu vực nông thôn. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Rồi, cảm ơn cô Mầu. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để biết thêm thông tin, bạn vui lòng gọi đến tổng đài 1900 545 586, truy cập website cpcs.vn và Facebook Hạnh Phúc Gia Đình. Xin chào và hẹn gặp lại.